đi. Bây giờ thì chúng tôi đang trên đoạn đường từ trung tâm của thành phố Port Charlotte ra đến biển để chuẩn bị cho cuộc phóng sự đánh bắt cua ngày hôm nay. Bắt gì hết được đúng không? Mình không bắt thì người khác bắt vậy thôi. Hôm qua anh có hỏi Tâm một cái câu mà bây giờ anh cũng muốn lặp lại cho anh em biết là vì cái nguyên cớ gì mà Tâm về cái thành phố này. Thật sự lúc đó là em làm DNA cho một cái đứa lai, thì em tìm cha nó, thì khi mà gia đình nó xuống đây review như nó thì mấy chục năm nó xa nhau, nó cũng lai, nó sanh ở Sài Gòn. Thì em xuống, nó mời em xuống cái có nhà báo đây, ở đại trường ở đây, thì em xuống cũng thấy đảo á. Thì em thích biển, thích nước lâu rồi, mà vợ không chịu. Tâm chịu, là Hoàng không chịu, chồng bà xã không chịu. Về đây mà nói không lại được, thì sống nhàn nhã. Em về em báo ông boss hôm nay em cho em lấy từng vacation nữa. Làm mày giống kiếm nhà. Rồi cái duyên gì mà đến với cái nghề bắt cua? Thì em về đây, lúc em về em chả biết làm cái gì mà em cũng khen. Thì em lúc đó giờ là em đang làm cho chính phủ, em là IT cho chính phủ. Là em làm cho Lockheed, General Dynamics. Em là background clear, em được quyền vô CIA, FBI, headquarters là em được clear hết á. Bây giờ em nói ông nó mày khùng. Nói mày giờ là top, mày muốn làm gì mày làm, mày cứ như là job secure là mày xong hết rồi. Ngon lành rồi đó. Ngon lành rồi mày, mày nói mày quit. Nó nói chưa hẳn tao phùng mày, không mày mà dính hoài còn tao, tao phóng trước rồi, ngon lành đấy. Về em cũng hồi với nhà bên tụi, nói chung là tụi em của mày là nhà bên kia tụi em pay off, em mua lúc auction lúc năm 2006 hay 2005 đó, mua nó xây nhà đó là 800 mấy, em mua lúc auction 300. Sau xuôi hết rồi về đây cái kiếm nhà mua, thì lúc em kiếm cái nhà nó trồng xong là mà đẹp lắm, mà em thích khu hơn nhiều nhà. Em thấy nhà này nói chung lúc inspection đầy đủ hết rồi, mái gì cũng thích cái location này, nó ok ghê đấy. Lúc đầu rừng núi dữ lắm, bên đây là nói chung nó dùng như vậy đó. Từ lúc 6 lắm rồi em đâu làm gì đâu, là sửa soạn nhà cửa không, cái nhà cứ phá luôn, đốt luôn. Em có phỏng vấn một hai việc bên kia làm 8 tiếng một giờ, sáng đi chiều về, giờ đây mình làm xem linh nha, cũng chưa làm việc nữa. 6 tháng mình đọc báo nữa, đọc báo thấy có nghĩa là sell cái hồ commercial grab business của ông già này, em mới thấy bật đất nước nữa, tại sao nữa. Mà lúc đó thử đi chưa luôn á. Em mới gọi ông từng Larry, nó ghê Larry. tao nhảy vậy hồi giờ là tao chả biết gì vậy, đánh cua đánh cá mà ông willing to learn and money no no issues, mà willing to teach tao thì tao sẽ take no for your business. Ông nói ok, come on in. And from there thì theo ông cái cùng 3 tháng rồi khoảng 3 tháng rồi sáng tên xong anh em xuống thiền anh chạy lắm, em bắt mấy lần. Em chạy em cán một cái chục cái bẫy, mấy chục cái bẫy thì cái cách chạy á cán nát tương rồi nó hư. Đây là cái công đoạn mà thả lồng ban đầu, như các bạn thấy đây là một cái công đoạn mà bắt đầu đi thả lồng. Chị lấy lồng trống xong đó, người ta bỏ con cá vào thả xuống. Khoảng thời gian bao lâu là mình bắt đầu mình quay trở lại vớt anh Tâm? Tùy theo cái mùa thì anh
nửa tiếng là sầu anh cũng có. Cái lúc mà trúng á, mùa trúng á. À, mùa nhiều thì khoảng nửa tiếng, còn bình thường thì bình quân lại sướng. Gói đầu thì nay mình bỏ, ngày mai mới dớt. À, hôm nay thả mà ngày mai mới dớt. Thì anh thấy cái khoảng cách giữa cái bãi kia và bãi này, mình cứ một hàng thấy vậy á, để mình... Một con cua cái có trọng lượng 300 gram có thể đẻ và mang trên 1 triệu trứng. Yeah, 1 triệu có thể là nói million baby. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đang thực hiện một phóng sự về đánh bắt cua. Đó. Và hy vọng rằng cái đợt bắt cua này sẽ kết thúc bằng một cái phóng sự mà báo trẻ chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những hình ảnh rất là trung thực rõ ràng trong một lần đi đánh bắt cua như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta đang thấy những chiếc lồng cua và những con cá mồi bỏ trong cái lồng cua đó được thả xuống biển, và chúng tôi đang lựa những con cua cua nhỏ và cua lớn số 1 và số 2. Ngư ông biển cả đi. Đây là ngư ông và biển cả. Tay ra, giờ thò tay xuống đây. Các bạn thấy đó, những con cua. Bây giờ mới giống ngư ông biển cả nè. Là nó có anh Tăng á, là ngư ông biển cả có một người à. Cũng phải có đoạn người chứ. Tương đối không đến nổi. Vậy hả? Đất bẹt. Số pha chứ không được 100 pao nữa. Vậy hả? Bữa nay báo cáo mọi người luôn là anh Tăng đã đổi nghề nha quý vị. Bắt đầu là quen học với lại công việc. Đợt trước có đi thử việc ở trên Clement về cái heo rừng ra bị đuổi việc rồi, cho nên bây giờ chuyển qua cái công việc mới. Không, chút nữa đi. Kiểu có thể nói. Cua với cá mồi để nhập xuống biển, và ngày mai hoặc ngày mốt gì đó anh Tâm sẽ đến để đánh bắt cua lại. Ngày hôm nay thì chúng tôi lại đi đánh bắt những cái chiếc lồng mà đã được đặt từ một hai hôm trước. Anh Tân cho hỏi là cua nó để trứng hay để con vậy anh Tân? Và thông thường thì người ta biết rằng con cua là nó đẻ trứng một lần rất là nhiều, cả hàng triệu trứng, và khi nó ra thì thành ra một cái con rất là nhỏ à, và có hàng triệu con, và trong một đời sống của nó có thể sanh nở từ 1 cho đến 3 lần. Có ai bắt được không? Cuối cùng họ phải chỗ đó có cua hay là thì mình bỏ thôi, cũng chưa hẳn là mình biết có cua, nhưng cái mà
quan trọng là mình đừng bỏ sau để cho khi mình lấy tiền nó quay 180 độ, nó không có nhiều cái gì à nó bắt được. Ở đây cũng tam ở đây hình như ở đây cũng rất là nhiều bắt người bắt cua phải không? Nhiều lắm anh. Đó mỗi cái bao là mỗi mỗi cái lai khác nhau. Nhưng mà hình như là người Mỹ hả tam? Ở đây là Mỹ đâu mà chỉ có em Mỹ lai thôi. Coi như là tam là người Việt duy nhất ở trong cái lãnh địa này. Nhưng mà nói lãnh địa hơi sai, thằng Mỹ dưới nước. Lãnh hải. Hải là biển. Ở biển. Là gì? Anh qua thờ. Anh like mà anh like này phải nói gì like. Và cái hiệu lòng khô của tâm là màu vàng phải không? Vàng trắng. Và số của mình một đó còn đây cực kỳ. Số đang đâu thấy số đây? Và số đang nằm trên đó. Trên đó. À, con cua này. Xanh bao giờ nó lột xuống dưới. Đây là cái con cua còn con gái chưa xanh lần nào, cho nên thường thì các người mà thợ săn cua người ta dùng cái con cua còn con gái này để làm mồi dụ cho những con cua bự, cua đực bự vào chuột vào cái lồng. Thực sự ra chúng ta không có được quyền bắt con cua này, theo luật không được bắt con cua này, cho nên chỉ dùng để mà làm nhữ thôi, làm mồi nhữ cho những con cua đực lớn bám vào. Có anh Tăng có cua PD không? Chưa biết. Việt Nam mình kêu chỉ có con động vật PD thôi. Dạ. Yeah. Quý vị có biết con động vật PD là con nào không? Chắc là con hai chân. Đó là con thằn lằn, nó vừa thằn vừa con. Mà thấy bự ghê chứ, chính là. Ừ. Nhưng mà cái này chưa bự lắm. Nó nửa phao. Và trong quá trình đánh bắt cua thì thỉnh thoảng có những con cá nó lọt vô trong lồng thì chúng tôi thường thường là phải thả xuống để cho nó tiếp tục nó sống. Đó, còn cua thì chúng tôi sẽ giữ lại phân loại nó ra. Đây là loại số 1 cho nên nó rất là bự. Đó. Đẹp. Còn những con nào bây giờ là số 2 là bất cứ con cua cái nào cũng được xếp vào hàng số 2 và cua nhỏ hơn. Đó là phân biệt nam nữ quá ha. Cua cái được coi là cua 2. À, chỉ có cua thì phụ nữ mới bị coi xem trường thôi. Chứ người là phụ nữ là loại 1. Xếp vào hàng 2 phải không? Dạ, xếp vào hàng 2. Còn đối với con người thì phụ nữ bao giờ cũng là số 1 hết á. Hèn gì bữa hôm trước anh Tâm nói anh nó kiếm sao mà để hồi nãy lại làm cua. Và trong cái lồng vừa rồi chúng tôi có bắt được một cá rô phi biển. Con này là cũng theo anh Tâm nói là con nhỏ, con lớn có thể bự gấp đôi gấp ba. Bỏ hả? Hay là? Phải bỏ. Mình có bao giờ đánh con đây không em? Không, chỉ lục nó cho mình sân ấp lên sân đa. À, cái lục cũng không cho đánh con đây. Ấy à. Tại vì mình thấy anh em mà hay đi câu vớt cua đỡ đi nha, đi nha. Đúng rồi, đi ban đêm. Cái nghề này là mình đánh là mà có ai dạy mình không làm tự học nữa là học á. Cái bằng đó bây giờ nó không có cấp nữa. Giờ tất cả đều là nó chuyển số, có nghĩa là anh phải làm theo một chiếc cờ được người bán lại cho anh thôi. À, tức là bây giờ nó hạn chế là không cho cấp nữa. Nó cũng hạn chế đó. Bây giờ là chúng ta
có những cái lồng đã đặt sẵn từ hôm qua. Hai em, một em cua lột. Đây là cua lột. Và như quý vị đã biết, một quá trình phát triển của con cua rất nhiều giai đoạn, bởi vì nó mỗi lần mà nó lột là mỗi lần nó phát triển. Tình có bây giờ đi câu cua chưa? Cua câu hả? Bắt đi nhà ấy thì vớt cua rồi đó. Ở đây là à, chưa? Vừa rồi là chúng tôi vừa làm xong một chuyến đi đánh bắt cua, một vòng là như từ hồi sáng giờ quý vị thấy, từ sáng sớm, từ thả lồng rồi bắt lồng lên, và chúng tôi đã thu hoạch được một số cua tạm thời như thế này. Và lát nữa đây anh Tâm sẽ tiếp tục đi đánh thêm một thời gian nữa mới quay trở về. Vì sao anh không đi tiếp mà về theo anh ấy, và anh là đi về? Chúng tôi đến đây là muốn ngừng là bởi vì một số trong đoàn đã bị say sóng, và bởi vì cái quá trình mà đi đánh bắt cua đó thì cái chiếc tàu phải quẹo cua rất là gắt để mà bắt mấy cái lồng lên. Khi mà pick up mấy cái, đem mấy cái lồng lên đó thì khiến cho một số anh em trong đoàn bị say sóng, cho nên chúng tôi đành phải tạm chia tay cái cuộc phóng sự nơi đây. Và hy vọng là những cái hình ảnh vừa qua cũng đã khá đầy đủ rồi. Thì chúng tôi cũng muốn chia tay trước quý vị trên biển, để lát nữa đây chúng tôi chuẩn bị vào bờ. Và bây giờ anh Tâm cho một vài lời để chia tay với lại cảm ơn mấy anh xuống từ Orlando xuống, thì nói chung đây là cái chớp của em, anh đi làm cua để cho mọi người còn biết. Thứ nhất, thứ hai nữa, mình sống Mỹ mình ăn đồ biển cố vùng đó kia, nếp logo, ít logo mình ăn được. Của cái bang Florida mình, những cái đó buy những thứ đó import từ nước ngoài. Đó là một cái sự ủng hộ cho những small business owners like me. Cho đất nước như vậy. Mình luôn. Đúng phải vậy. Thì thôi, kết thúc chương trình thì chúc cả nhà chuyến đi vui vẻ, rồi anh em mình hẹn gặp lại cũng như tất cả cộng đồng. Nếu muốn anh cua xin liên lạc Captain Bird. Okay. Bye. Và một lần nữa, Kim Tân xin thay mặt cho nhóm phóng viên trẻ xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phóng sự của chúng tôi về một ngày đánh bắt cua tại cảng Port Charlotte của thuộc tiểu bang Florida. Và chúng tôi hy vọng rằng những cái thước phim này cũng đem đến cho quý vị những giây phút thích thú cũng như những sự hiểu biết thêm về món cua, là cái món mà rất là quen thuộc trong các bữa ăn của người Việt Nam chúng ta. Một lần nữa xin thay mặt nhóm phóng viên trẻ kính chào quý vị và hẹn quý vị vào những cái chương trình kế tiếp. Xin chúc quý vị một ngày tươi đẹp. Xin thân chào.